chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực đối với dòng máy RING 4012PLM+. Thì mọi người hãy theo dõi cùng em nhé. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp đặt giấy mực đối với dòng máy RING 4012PLM+ nha. Thì đầu tiên thì giấy mực cũ nó đang còn trên bánh thì mọi người cần phải tháo cái giấy mực cũ ra, có thể là giấy hết hoặc là mực hết thì mình có thể là tháo cái cuộn nó ra nhá. Thì trước khi mà mình tháo lắp hay là làm bất kỳ vấn đề gì thì mọi người nên tắt nguồn máy trước như vậy em nha. Thì phía bên hông máy nha mọi người, phía sau này, đằng sau đây, bên hông phía sau này nó có nút công tắc thì mọi người tắt đi. Rồi sau khi tắt công tắc xong thì mình sẽ tiến hành tháo cái cuộn mực đã hết hoặc là cuộn giấy đã hết ra nha. Rồi thì ở bên hông mọi người mình phải mở, đầu tiên mình sẽ mở cái nắp máy lên, mở nắp máy lên thì bên hông nó có cái nắp máy ha, mọi người mở lên, đây mở hẳn lên luôn ha, thì mình ngả ra như thế. Đây. Thì em sẽ xoay ra cho mọi người xem dễ hình dung hơn ha. Thì phía ở bên trong này là cái khu vực để mình lắp giấy và lắp mực. Thì mọi người có thể xem đây là khu vực giấy và mực. Thì hiện tại thì em đang lắp thử cho mọi người xem, hướng dẫn mọi người, nên thành ra cái cuộn của em vẫn đang còn ha. Còn nếu như mà khi mà mọi người lắp hết á, thì cái cuộn này nó chỉ còn cái loại giấy thôi nha mọi người. Thì đầu tiên thì mình sẽ tháo cái giấy ra ha, tháo giấy ra này. Ok, thì tháo giấy ra đầu tiên mình sẽ bước một thì mình sẽ bật cái cùng đầu in lên, đây nó sẽ có một cái cần gạt đầu in ở đây, mọi người chỉ cần là kéo đây, kéo lên hướng phía trên đó, xong rồi kéo đầu in đây, rồi mình sẽ kéo cái lòi giấy ra. Nếu như giấy hết thì nó chỉ còn cái lòi không thôi, còn cái cuộn của em đang còn ha, em đang ví dụ cho mọi người nên của em đang còn. Rồi thì như vậy là mình đã tháo giấy xong. Tiếp theo giấy tháo mực thì ở đây nó sẽ có hai cái trục, một trục mực và một trục thu. Trục phía trước này là trục thu, còn trục phía sau này là trục mực. Khi mà cuộn mực hết thì cái trục phía sau này nó chỉ còn cái loại giấy thôi, nó không còn mực đen như vậy nữa. Hiện tại em đang mẫu nên ra nó đang còn ha. Còn khi mà cái cuộn phía trước này nó sẽ nhiều lên, tại vì khi mà in hết rồi thì nó sẽ cuốn tới cuộn phía trước, thì cuộn thu này nó sẽ nhiều lên ha, còn cuộn mực nó sẽ hết. Rồi sau khi mà mọi người bật nắp máy lên xong đúng không, thì mọi người sẽ tháo cái loại mực ra. Thì khi có thể là nếu mọi người in hết mực thì nó sẽ tự động đứt luôn cái mực, còn nếu như nó chưa đứt thì mọi người cứ xé luôn cho em ạ. Vì móng tay mọi người xé hẳn ra. Sau đó thì mình sẽ tháo cái cuộn mực ra và tháo cuộn thu. Thì lúc đó thì mọi người vứt luôn cái cuộn thu này cho em ạ. Tại vì là lúc mà hai cái loại này mình không cần sử dụng nữa đâu. Tại vì khi mà mọi người mua một cuộn mực mới thì cuộn mực mới nó sẽ bao gồm một là cái cuộn mực, hai là cái loại thu, thì mọi người có thể là gắn vô, mình không cần thiết phải giữ hai cái loại này nữa. Thì đó là rất thì mình sẽ rút luôn cái loại đấy nha mọi người. Rồi tiếp theo thì em sẽ lắp lại giấy và mực nha mọi người. Rồi các bước lắp giấy và mực thì nó sẽ ngược lại ha. Thì đầu tiên cái cuộn giấy đây nha mọi người, này phía trong này này có đây là cái trục gác giấy. Đây, cái trục gác giấy này nó sẽ có những cái ngàm này nó sẽ vừa với cái cuộn giấy 100m, đủ cái tiêu chuẩn của loại giấy 100m nha mọi người, 100 hoặc 150m loại lớn. Đây mọi người cứ đẩy vào, đẩy sát vào như đây ha, đây đẩy sát vào phía bên trong, đấy mọi người đẩy sát vào bên trong. Thì khi lắp giấy thì mọi người đẩy sát vào bên trong ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ luồn giấy lên phía trên. Đây mọi người chú ý là mọi người luồn giấy lên bên trên, hướng xuống dưới nha, xuống đây có con cảm biến này, đây có cái trục gác này, thân tre này, mọi người luồn từ dưới luôn cho em ha. Rồi phía trong này mọi người thấy nó có hai cái nẹp này, một cái nẹp màu trắng này, cái nẹp này nó có thể di chuyển được nên là mình cứ di chuyển ra vào để cho nó vừa khớp với là cái giấy của mình ha, để cho giấy nó không bị chảy ra giấy vào. Đây sau đó mình kéo cái giấy nó đi ra ngoài hẳn cái trục ruler, đi ra khỏi cái trục ruler, nó coi như là cái thao tác lắp giấy đã xong. Thì tiếp theo là mình sẽ lắp đặt mực thôi ha. Thì như lúc nãy em nói mực nó sẽ gồm hai cuộn, một cuộn mực và một cuộn thu. Thì cuộn thu thì mình sẽ lắp phía trước này, mọi người cứ đẩy vào sát vào phía trước. Cái loại thu thì cái loại không đó, cuộn mực thì cái cuộn có mực. Thì đầu tiên thì mọi người cần phải phân biệt được cái mặt nào là mặt mực ha. Thì mặt mực thì nếu mà mực outside thì mặt mực nằm bên ngoài, còn mực inside á, thì mặt mực nằm bên trong. Hiện tại em đang sử dụng mực outside nên mặt ở bên ngoài, mặt bên ngoài nó hơi nhám hơn ha, còn mặt bên trong nó sẽ bóng ha. Nếu như mọi người không biết là cái mặt nào mặt mực á, thì mọi người có thể test bằng cách là mọi người xé một cái miếng đề can, sau đó thì mọi người dán lên cái mực. Nếu mà mình dán vào cái mặt bên trong không có mực thì nó không có gì hết nha, còn nếu mọi người dán vào cái mặt ngoài nha thì nó có mực ha. Thành ra là mình phân biệt mặt mực là mình lắp cho đúng chiều ha. Nếu mình lắp sai chiều thì in ra nó sẽ ra giấy trắng, thì cái mặt có mực thì nó phải áp xuống mặt giấy, nó phải làm như thế này mọi người. Đây mọi người áp xuống mặt giấy như thế này giúp anh vào. Đây thì nó xuống mặt giấy. Thì nhân tiền khi mà mọi người thay mực hoặc thay giấy thì mình nên vệ sinh đầu in và trục ruler luôn nha mọi người. Thì nó tiền thể mọi người thay mực và thay giấy mọi người nên vệ sinh và trục đầu in và trục ruler. Mục đích là để cho đầu in và trục ruler luôn sạch ha, không bám bụi, để có thể là bảo quản được cái đầu in tốt hơn và cho mình ra được cái bản in nó được đẹp hơn, sắc nét hơn. Tại vì khi mà dính bụi bẩn lên đó, thì nó sẽ làm ảnh hưởng ha. Đây khi mà mọi người lắp mực xong thì mọi người sẽ ở đây này. Lúc mà giấy thì mình luồn xuống dưới nha mọi người, còn lúc mực thì mình luồn ở phía trên này. Đây mọi người thấy không, mình luồn phía trên này giúp em nha. Đó, mình sẽ luồn ở phía trên này, rồi đi qua cùng đầu in này. Rồi tiếp theo mình sẽ luồn luôn phía sau của cái trục thu này, luồn phía sau tới này. Đây mọi người có thể là lấy một cái đề can mình dán lại đây, hoặc là ví dụ như mình giữ một cái tay mình kéo cũng được, nó khá là đơn giản ha, nhưng không cần phải keo băng keo gì đâu. Nếu mọi người không quen mọi người có thể lấy cái băng keo mình có thể dán. Còn nếu như mọi người có quên á, thì phía trên máy nó có hướng dẫn lắp đặt giấy mực đây ha, cái cuộn mực này, cuộn thu này, cái đường đi này, còn cuộn giấy để can khi nó đi như thế nào ha, thì nó có hướng dẫn ở đó nha mọi người. Đây như vậy thì mọi người đã lắp xong giấy và mực thì mọi người đóng đồ in xuống đây. Đây mình đóng chặt đồ in xuống, đóng đồ in xuống thì ở phía bên này thì mình ấn xuống để cho nó vào cái khớp ở bên này, cái ngả ở bên này ha. Sau khi mình đã lắp đặt giấy mực xong thì mình cần mở máy lên, bật công tắc nguồn lên. Sau đó để chắc chắn mình đã lắp đặt giấy mực đúng thì mọi người nhấn nút fit ha. Mục đích là để cho giấy nó chảy ra cái tờ đầu tiên để nó thẳng thắn này, ngay hàng này, ngay cái vị trí xé nha mọi người. Đây ngay vị trí để mình có thể xé dễ dàng này. Như vậy và máy nó cũng báo ra đi, không báo lỗi. Thì coi như là mình đã lắp đặt giấy mực đúng cách và thành công. Mực nó khá là phẳng nha mọi người, và giấy nó cũng đứng ngay hàng thẳng luôn. Mọi người có thể thấy đây là cái quy trình mà mình có thể lắp đặt giấy mực khá đơn giản. Rồi sau đó mọi người đóng nắp máy xuống. Đây và tiến hành là các thao tác in ấn bình thường như hàng ngày. Thì vừa rồi em đã hướng dẫn mọi người cách lắp đặt giấy mực đối với dòng máy mã vạch RING 4012PLM+. Thì hy vọng video này có thể giúp ích được mọi người. Nếu như mọi người có thắc mắc hoặc là mọi người cần hỗ trợ, mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thế giới mã vạch.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.